Sáng ngày 29 tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Kim, phối hợp với chùa Hội Nguyên xã Cẩm Kim tổ chức phát động xây dựng mô hình đường hoa. Đây là một trong những mô hình điểm tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp thuộc chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban Mặt trận và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố. Theo đó, các cơ sở thờ tự sẽ phối hợp nâng các đoạn đường tự quản lên những đoạn đường hoa duy trì và phát triển các mô hình tự quản khu dân cư xanh sạch đẹp xã phường an toàn và trong sạch môi trường góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngay sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận xã Cẩm Kim và Ban hộ từ chùa Hồi Nguyên đã bày tỏ tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ, huy động bà con tăng ni, đạo hữu và nhân dân thôn Đông Hà ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường quanh khu vực chùa.